Khi ấy, thấy đám đông, Đức Giêsu lên núi, người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên. Người lên tiếng dạy họ rằng: Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ. Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được đất hứa làm gia nghiệp. Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng. Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì nước trời là của họ. Đó là lời Chúa. Trong giờ phút linh thiêng của đêm giao thừa, chúng ta hãy chúc tụng một Thiên Chúa ba ngôi, một tràng pháo tay thật lớn để chúc tụng các ngài. Một lần nữa, con xin hân hoan thay mặt cho những anh em linh mục đón chào đến tất cả quý cha, quý thầy, quý sơ, cùng tất cả anh chị em xa gần đến trong thánh đường hôm nay trong những giây phút linh thiêng của đêm giao thừa. Đó là chúng ta đến trong giây phút linh thiêng này tạ ơn cũng như xin ơn cách riêng từ Thiên Chúa. Once again, on the behalf of the Vietnamese community, I would like to say thank you, Father Christopher Smith, the pastor of our Christ Cathedral, Father Daniel, Father Mario, join us to this tonight for the Vietnamese culture. The New Year Eve is very, very important. Because we call the holy night, the night we mark the end of the year, and also we give thanks to God for good time, bad time, but we give thanks to all the blessing, all the goodness of God already protect us throughout the year. And we also offer and pray the new year in God's hands. May God bless all of you gathered here with us tonight. Một lần nữa chúng ta cho các cha một tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn các ngài. Trong bài đọc 1, Môsê đã thay mặt cho Thiên Chúa, cho toàn dân, chúc lành nhân danh một Thiên Chúa là đấng dựng nên trời và đất, là đấng yêu thương con người. Chỉ có Thiên Chúa là nguồn mạch đích thực cho con người. Sự sống, sự chết là do Chúa, nên Ngài đã chúc lành cho dân Ngài. Trong giờ phút linh thiêng này, con cũng thay mặt cho Đức Cha, quý cha đây cũng cầu nguyện cách riêng cho anh chị em trong giây phút linh thiêng được Thiên Chúa chúc lành. Nhân danh một Thiên Chúa toàn năng, hôm nay chúng con đang tụ họp nơi đây để tạ ơn Thiên Chúa vì bao nhiêu ơn lành Chúa đã ban cho mỗi người chúng con, sự sống của chúng con, tương lai chúng con, công ăn việc làm, vui buồn sướng khổ Chúa đã ở với chúng con. Trong giây phút linh thiêng này, chúng con sắp mình tạ ơn Chúa. Và xin Chúa cũng chúc lành cho dân Chúa đây đang khát khao đến để tạ ơn và xin ơn. Xin Chúa ban cho chúng con những lời nguyện cầu trong đêm nay được Chúa chúc phúc, và những lời nguyện cầu ước ao của năm mới được Chúa chúc lành và ban bình an, hồn xác, gia đình hạnh phúc, đất nước bình an, thế giới hòa bình và mọi người yêu thương nhau. Nhân danh một Thiên Chúa toàn năng, xin chúc lành cho tất cả anh chị em. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Hồng ân Thiên Chúa bao la, muôn đời con sẽ ngợi ca khen Ngài. Tất cả đều là hồng ân. Một năm mà chúng ta thấy một năm cực khổ, một năm lo âu, một năm khóc lóc,
Một năm bệnh hoạn, nhưng cũng có một năm thành công cho nhiều anh chị em. Tất cả đều do Chúa. Giây phút linh thiêng, giao thừa là chúng ta giao lại những gì đã qua đi, thừa hưởng một năm sắp tới trong bàn tay của Thiên Chúa. Đối với con đây, chúng ta nhìn con, chính con đây, con cảm nghiệm được năm con trâu. Chúng ta đừng thấy trâu thì hay cày, cực khổ. Có lẽ cả thế giới một năm qua tai ương hơi nhiều, nhưng chúng ta sắp sửa bước vào năm mới. Chỉ còn vòn vẹn vài giờ phút nữa thôi là chúng ta đã bước vào một năm mới. 365 ngày mới đang đợi chúng ta. Và năm nay là năm con cọp. Chúng ta thấy con cọp thì sức mạnh của con cọp là lanh lẹ, mạnh dạn. Và luôn luôn, nhất là những loài cọp, chúng ta, nếu chúng con nhìn về cái những cái phim nói về loài cọp, nó rất thương con nó và nó luôn luôn bảo vệ con nó. Nhất là khi tai ương đến, những con mẹ luôn cắp bắt con, tức là vào cái miệng của nó để đưa con nó lên trốn bảo vệ những gì hại nó. Có lẽ hình ảnh này nói lên được rằng Thiên Chúa thật sự yêu thương con người. Chúa không bao giờ bỏ rơi một người nào giữa chúng ta. Chúa rất yêu mến con người và Chúa luôn che chở cho chúng ta. Ngài như là một người mẹ hiền, nâng đỡ con cái trong lúc ốm đau, khổ sở. Ngài như là một người con gà mẹ ấp ủ đoàn con dưới cánh của mình. Ngài luôn đồng hành với anh chị em chúng ta trong mọi nẻo đường. Nên từ đó hôm nay chúng ta hiện diện trong thánh đường này, trước tiên anh chị em chúng ta nhìn về 365 ngày trước, đó là khi chúng ta bước vào năm 2021, chỉ còn vòn vẹn vài giờ nữa là 21, chúng ta bước vào 2022 của năm ta, chúng ta gọi là Lunar New Year. Chúng ta thấy chúng ta sắp sửa bước vào cái giây phút linh thiêng này, là chúng ta trước tiên, như con đầu tiên chúng ta thấy, chúng ta vừa các anh em trong ban thường vụ dâng lên thay mặt cho cộng đoàn, dâng lên Chúa những nén hương lọc, những hương thơm mà chúng ta kết lại thành những cây hương để dâng lên Chúa. Lòng biết ơn đó, tất cả các anh em chúng ta đã tạ ơn, cúi đầu tạ ơn Chúa Cha đã đấng yêu thương dựng nên vũ trụ. Tạ ơn, biết ơn Chúa Con đã đến để đồng hành với con người và đã chúc lành cho con người. Nhất là ai tin vào Con của Ngài thì được sự sống đời đời trong Chúa. Và chúng ta cũng tạ ơn Chúa Thánh Thần là đấng đã đồng hành với mỗi người anh chị em chúng ta. Khi chúng ta thức, hay khi chúng ta ngủ, hay chúng ta làm việc, hay chúng ta đi, hay chúng ta ngồi, Chúa Thánh Thần luôn ở với chúng ta. Ngài luôn ở với chúng ta trong mọi nẻo đường. Ngài luôn hướng dẫn con cái Chúa, đó là làm việc lành, lánh việc dữ và biết tạ ơn Ngài và biết yêu thương nhau. Đó là hoa quả tình yêu mà Chúa Thánh Thần. Nên hôm nay chúng ta hiện diện nơi đây, chúng ta đã được đến trong thánh đường này để tạ ơn ba đấng. Và nhất là cùng với dân Việt Nam chúng ta đây, chúng ta hiện diện trong đây anh chị em, đặc biệt là con thấy nhà thờ tối hôm nay, con nghĩ thôi, đối với con nghĩ tại bởi đêm giao thừa, ngày thường con chỉ nghĩ rằng nhà thờ khoảng đầy thôi, chứ không nghĩ đông, con nghĩ khoảng cỡ 1.000 người. Nhưng trong thánh đường hôm nay con nghĩ có phải đến 1.000, hơn 1.500, 1.600 người anh chị em. Đây là hoa quả tình yêu mà Chúa đang trao tặng cho chúng ta. Chúng ta nhìn thấy nhau trong đêm giao thừa này là hồng ân, là những dấu chỉ tình yêu của Chúa đang ở với chúng ta. Chúng ta nhìn thấy nhau, chúng ta còn đến để tạ ơn Chúa. Chúng ta còn nhìn thấy nhau để chúng ta chúc mừng nhau trong năm mới sắp tới. Nhưng chỉ có trong Chúa mới chúng ta mới được những lời chúc cho nhau, mới có giá trị, bởi vì tất cả đều là của Chúa. Nhất là hôm nay trong bài phúc âm mà anh chị em chúng ta vừa được nghe trong đêm giao thừa, đó là Thánh Matthew đã nhắc cho chúng ta những phúc lộc mà Chúa ban cho những người thành tâm yêu mến Chúa. Giờ đây con xin nhắc lại để anh chị em chúng ta suy niệm về những lời chúc
mà Thiên Chúa Giêsu đã giảng dạy trên núi mà các môn đệ đã đến với Ngài. Người lên tiếng dạy họ rằng: phúc cho những ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ. Nghèo khó không phải là về của cải, nhưng nghèo khó nhìn chúng ta cần Chúa trong cuộc đời của mình, và chúng ta cần có nhau. Bởi vì tất cả những món quà Chúa ban là hình ảnh những người thân yêu sống giữa chúng ta mỗi ngày. Chúng ta nhìn nhau như là hồng ân Chúa ban, và chúng ta nhận ra giá trị của cuộc đời là món quà tình thương trao tặng cho nhau. Phúc cho những ai hiền lành, vì họ sẽ được đất hước làm gia nghiệp. Hiền lành trong Chúa là những người xây dựng hòa bình. Hiền lành trong Chúa là những người yêu thương nhau. Hiền lành trong Chúa là những người phục vụ Thiên Chúa qua anh em. Phúc thay cho những ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. Khi con đọc qua câu này, con suy niệm về có lẽ nhiều người trong anh chị em chúng ta đã thấy 2 năm qua bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu đau khổ, nhưng chúng ta thấy cuộc đời không có Chúa chẳng có ý nghĩa gì, mà chúng ta thấy có Chúa thì chúng ta lại chạy đến Ngài, bởi vì Ngài là đấng che chở chúng ta. Ngay cả những người thân yêu nhất của chúng ta đã ra đi, họ đã được Thiên Chúa đưa về trời. Phúc thay cho những ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng. Anh chị em là những người khát khao đi tìm công chính. Phúc cho chúng ta, bởi vì chúng ta còn tin vào Thiên Chúa. Nguồn mạch đích thực cho con người, hạnh phúc đích thực cho con người và bình an đích thực cho con người là do Chúa. Nên anh chị em chúng ta đêm giao thừa chúng ta đến đây để chúng ta khát khao được tạ ơn Chúa, và chúng ta lại hiến dâng cuộc đời và tương lai cho Chúa trong năm mới này. Đó là phúc cho anh chị em chúng ta. Phúc cho những ai thương xót người, vì họ đã được Thiên Chúa xót thương. Khi nhìn qua trong một năm qua, con đã được nghe những câu chuyện, những tấm gương của bao nhiêu những anh chị em chúng ta đang ngồi đây đã chia sẻ cho nhau trong lúc khốn khó. Có nhiều người đã nói: thưa cha, trong phút này con làm không có tiền nhiều, nhưng con mới thấy giá trị của đồng tiền rất lớn. Bởi vì còn rất nhiều người không có bữa ăn, còn rất nhiều người đang đau khổ trên toàn thế giới. Con không cần đi du lịch để nhìn những kỳ công của thế giới, nhưng con đã đi du lịch qua các mạng YouTube, iPhone, iPad. Con đã nhìn được, thật vậy, không có nơi nào quý trọng bằng đất nước mà chúng ta đang sống, gọi là đất nước Hoa Kỳ. Có lẽ anh chị em chúng ta đây trong đêm giao thừa này, chúng ta cũng phải biết ơn đất nước Hoa Kỳ, đúng anh chị em? Cưu mang dân Việt chúng ta tha hương, nhưng chúng ta lại có một đời sống gọi là may mắn hơn về đời sống tự do làm người, tự do thực hành đạo, tự do những gì chúng ta ước mong mà đất nước Hoa Kỳ đang cho chúng ta. Nhưng đối với anh chị em chúng ta đêm giao thừa thì chúng ta phải suy niệm tự do trong Chúa, đó mới là đích thực. Tự do trong Chúa là thực hành lời Chúa và giữ các giới răn của Chúa để được Thiên Chúa chúc phúc cho chúng ta trong những ngày và những giây phút sắp sửa bước vào. Hôm nay anh chị em chúng ta hiện diện nơi đây, anh chị em chúng ta đến với Chúa trong giây phút linh thiêng này, con cũng thay mặt cho quý cha tại nhà thờ chánh tòa, với tấm lòng của con, con cảm ơn anh chị em rất nhiều trong một năm qua, trong những năm qua nữa, không phải chỉ trong một năm qua và trong những năm qua từ khi COVID xảy đến. Chúng ta không bỏ Chúa, chúng ta còn chạy đến Chúa nhiều hơn, chúng ta còn biết ơn Chúa nhiều hơn. Đó là hồng ân mà Thiên Chúa thật sự đang ở giữa chúng ta và Ngài đang đồng hành với chúng ta. Nhất là đối với những anh chị em đến với Chúa trong thánh lễ này, chúng ta dâng cho Chúa những lời nguyện cầu thiết tha trong đáy lòng mình
để biết ơn của Chúa và biết ơn nhau. Đối với trong những ngày cuối năm, con cũng cầu chúc cho tất cả anh chị em chúng ta đến trong thánh lễ này được Thiên Chúa nhậm lời, ban cho mỗi người và gia đình chúng ta trong năm mới sắp sửa bước vào được tràn đầy ơn lành bởi trời do Thiên Chúa, và được Thiên Chúa chúc lành cho những ý nguyện mà anh chị em chúng ta đến với Chúa đêm nay. Và xin Chúa cũng ban cho anh chị em chúng ta thêm đức tin nữa, thêm lòng yêu mến nữa, càng thêm một tuổi. Vài phút nữa đây anh chị em mỗi người trong thánh đường này thêm một tuổi. Thêm một tuổi thì chúng ta lại gần Chúa hơn. Thêm một tuổi thì chúng ta cần tín thác vào Chúa hơn. Thêm một tuổi thì chúng ta cần may mắn hơn. Nhưng trong Chúa tất cả đều có thể được. Vậy ước chi trong thánh lễ này cùng với quý cha, quý sơ cùng cộng đoàn chúng ta đến trong thánh đường này, chúng ta đến với Chúa. Chúa Giê-xu thật sự đang đợi chúng ta trên bàn thờ này. Ngài biết lòng của từng người. Ngài biết lòng của chúng ta yêu Ngài. Ngài cũng đang mời gọi chúng ta hãy dâng cho Ngài. Đến với Chúa đêm nay, hãy đón nhận Chúa vào trong tâm hồn mình. Hãy biến đổi, hãy biến năm mới này mỗi gia đình chúng ta được hạnh phúc trong Chúa hơn. Và Chúa sẽ ở lại chúc lành cho tất cả những công việc chúng ta đã làm trong năm qua, đang làm hôm nay và sắp sửa làm trong năm mới. Tất cả đều do Chúa. Xin Thiên Chúa ban cho anh chị em chúng ta những lời nguyện cầu trong năm nay. Và con cũng cầu chúc cho chúng ta năm nay mọi sự may lành hơn, bình an hơn và hạnh phúc hơn, thành công hơn để phục vụ Chúa và phục vụ anh em. Amen.